Hello, xin chào cả nhà mình nha. Sau khi chuyến du lịch từ Nha Trang về, bây giờ mình lại tiếp tục cuộc hành trình đi du lịch đi Đà Lạt. Chút xíu nữa sẽ tới đèo Đại Ninh, một con đèo đi qua để tới Đà Lạt. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi, cách đây là 30 năm rồi. Lần đầu tiên mình đi qua cái đèo này. Chút xíu nữa tôi Phạm sẽ quay cho cô chú anh chị cảnh đèo nha. Ở đây mới là cái chân đèo thôi nha, khoảng chừng nó là 6-7 cây nữa sẽ lên tới đèo Đại Ninh. Ở đây là cô chú chị thấy không, Việt Nam phải nói rằng núi rừng rất là hùng vĩ ha, hai bên cô chú chị thấy thật sự quá là hùng vĩ. Xa xa đằng kia cô chú chị nhìn thấy cây cối không? Cô chú anh chị thấy xa xa đằng kia là hồ chứa nước của tỉnh gì Thanh biết không, tỉnh Bình Thuận đó, giống như hồ Tri An ha. Đây là mé bên phải là thung lũng. Cô chú anh chị thấy xa xa đằng kia mây trên núi. Và thật sự khi mà đi lên đèo á là có cảm giác là bị ù tai. Nếu như người nào đã từng đi máy bay rồi thì cũng biết rồi, khi mà lên trên cao đó là có cảm giác ù tai, cũng tùy theo mọi người. Nhưng mà với tôi Phạm thì bây giờ là nó đang ù tai nha cả nhà. Đây là đường đèo. Lâu lâu lên trên đèo chúng ta cũng bắt gặp cảnh những cái bông rất là đẹp đấy cả nhà. Đây là cũng có người nhà ta ở đây đây. Phía trước của xe của Tony Phạm có ba chiếc, người ta cũng tranh thủ để người ta quay phim nha. Ở đây thì thật sự là cũng phải chạy xe rất cẩn thận. Tốc độ bây giờ khoảng chừng là 20 cây số một giờ. Trước khi lên đèo đó thì cũng có cái bảng này để chỉ dẫn nha, nó chú ý kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi lên đèo. Bắt đầu là chúng ta sẽ lên đèo nha cả nhà. Trước khi lên đỉnh đèo thì dưới chân đèo là có một cái hồ. Cô chú chỉ thấy có bao giờ suy nghĩ rằng là trên đèo mà có hồ không? Ở đây là thực sự một cái hồ nước nhìn rất là hoành tráng nha cả nhà. Hồ trên núi. Là sao đâu? Hồ trên lòng núi nha cả nhà. Có biết hồ này có cá không? Không biết cái đường ống hay đường ống gì cả nhà ơi, mình không biết nha. Cô chú anh chị thấy không, nó bắt coi như là đi qua nhà, chắc nhà máy thủy điện Đại Ninh quá. Đưa lên trên tận trên trên đỉnh núi nữa cả. Điện nào. Lên cao đó cả nhà, cảm giác nó ù tai càng nhiều nha. Đường khúc đường này thì nó ok chút xíu, mặt đường nó cũng ngon hơn ở dưới.
cô chú anh chị thấy đèo là như vậy đấy. Cảm giác ù tai càng ngày càng nặng nha. Cô chú anh chị thấy xa xa đằng kia mây vần vũ trên những đỉnh núi. Hiện tại bây giờ thì mới nó leo lên được lưng chừng đèo thôi nha cả nhà. Và hôm nay thì thời tiết thì nó cũng không được đẹp cho lắm. Đang mưa rí rắc. Đây là cái khúc cua rất là gấp để lên lên đỉnh nha cả nhà. Đó, mưa vẫn đang mưa. Cùng thì cũng được qua đèo nha cả nhà. Một khúc đèo cũng rất là hồi hộp. Sau khi mà Tôn Phạm quay đó thì thật sự nó cũng rất là coi như là yếu tim nha cả nhà, tại vì cũng nghe rất là nhiều cái câu chuyện mà đi đèo đó, như cảnh đèo thì rất là đẹp nhưng mà nói chung cũng rất là lo nha. Thì bây giờ là cũng hết đèo rồi thì Tôn Phạm cũng quay để cho cô chú chị coi cảnh đèo Đại Ninh. Và phía sau đằng sau Tôn Phạm, cô chú anh chị biết ai không? Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Xin tạm biệt, bye bye.